thiệt luôn á. Sao con biết? Bây giờ đây. Bây giờ vậy. Rồi chung vô đây. Đi anh chui vô. Chui vô đây. Ủa, mới động nhẹ cái thì sao chứ? Cái sừng nai rồi. Ủa như lộn vậy đúng không? Đúng rồi. Mới đụng có tí xíu sức cái sừng nai. Đi nhấc ra được. Giờ thì cũng đang hư phớt nghe cả nhà buổi trưa. Ai làm rớt? Con chứ ai? Con làm rớt chứ ai? Mình lau căn ướt xong mình lau lại căn khô. Bất ngờ phát hiện một thứ. Cái thứ gì không? Cái mặt mình dưới đây hả? Ai? Áo, áo. Lau xong anh phát hiện một cái thứ. Sáng đúng không? Không phải, thấy cái mặt mình dưới đá đó. Đổi cái khác đi anh, dơ lắm. Không, mình ở bên đây nó chưa có dơ. Lao xong hết anh lao lại. Không, em chỉ thích đại diện thôi chứ không thích bán. Rất là nhiều người yêu cầu thấp trình nhưng mà em thích đại diện. Tại vì mấy bạn bà con có biết bữa giờ mọi người chưa xem rất nhiều người like mà nhờ thấp bán, nhờ thấp nhanh quá thì khó quá cho nên bữa nay thấy cho nên bây giờ là thấp dần. Ủa? Có biến? Gì nữa? Cái gì? Mà nãy rớt mỏng ai thấy gì? Em đem ra kia em đốt luôn đi hảo. Cháy nó út nhẹp rồi nè, đốt cháy không? Ý là đem ra kia đi, đem ra kia đi. Đốt cho nó cháy hết luôn ha. Đúng rồi, đem ra kia cho mình chìm. Cái cây rớt không mà là biến á. Biến. Biến của ông hảo. Thấy một cây nhang rớt xuống đất. Tại em cầm hai tay rồi, hiểu không? Bữa giờ nói sao mà nó cứ ngắt ở dưới không? Nó giờ chậm cái là sâu. Ngon lành. Bây giờ là bà con của bác cắm là xuống, cắm là xuống. Quá trời nhang luôn. Háp khói. Háp khói nhang đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, nhang nhiều quá phải háp.
cái đó là xếp từng cánh sen. Hôm nay là bà con cô bác vẫn đến đông nha. Biết tin gì chưa? Trưa hôm nay trời rất là nắng. Hôm qua trưa là mình phải dọn hình vô đúng không? Bây giờ anh nè, bây giờ anh ra anh ẩm chú vô đi. Chú ngoài nắng đó. Đó cái chấm đó, chú vô sáng đi. Anh không có nghĩ được là cái chú nó ở đâu. Ẩm bay màu hết đó không cô, nắng chú đó không cô. Không có mấy chú cuối cùng này đây cũng đỡ nha. Đó, công chuyện đó. Đó. Ơi xét xét vô anh để nha, nhiều khi. Được. Vậy được chưa? Được. Để mấy cô đi đâu đó. Giờ mới phát hiện dạ. Chú đẹp trai kinh khủng. Đẹp trai kinh khủng luôn. Đẹp không cô? Đẹp quá. Đẹp quá. Chào và hẹn gặp lại. 15 mét là ít xem cả lương nhất luôn à. Mà từ hồi chú mất là anh ơi anh qua bên của anh Như Hoài dẫn cái tấm hình Phật lên nhìn em luôn nha, ngã đi sáng hồi nãy đi cũng mới vừa dựng giờ ngã nữa rồi, gió quá, gió nhiều quá ngã quá chừng luôn cả nhà. Tấm thì bữa giờ anh yêu cũng làm lại 5-6 lần rồi mà vẫn bị bởi nữa cả nhà, thì bởi cái khung thôi nhưng mà cái mặt kiến thì vẫn còn nha cả nhà, đó tấm kiến vẫn còn, nên là anh nói là mỗi chiều anh đem đi ra ngoài tiệm một lần nữa. Cái tấm hình Phật thì ngay cô Hanh Kim Huệ rớt nữa cả nhà ơi, hay rớt dữ lắm. Nãy gió quá mà. Này ngày nãy em mới dựng lên á. Giờ sao cho nó cứng lại luôn kìa. Để ngã nữa. Rồi tạm ổn. Tạm ổn thôi nha cả nhà. Rồi. Đến đây thì Hiện Tiên kết thúc cái video tại đây. Thì chúc cả nhà có một ngày tốt lành nha.